Nghỉ sử thiên, ngày thứ tư. Anh nghe và nhắc lại cách nói. Thùy Sương chào bạn, bạn gọi mình Đức là được. Trời Giang ni hao, ni jiao wo a de jiu hao. Trời Giang ni hao. Nǐ jiào wǒ a de jiù hǎo. Chi Yang nǐ hǎo, nǐ jiào wǒ a de jiù hǎo. Chi Yang nǐ hǎo, 你叫我阿德就好。 Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn của chị Triệu. Trào chị chị tờ phẩm hiểu. Bạn có thể gọi mình. 你可以叫我。 Thùy Sương chào bạn, bạn gọi mình Đức là được. Chi Yang ni hao, ni jiao wo a de jiu hao.